Đây là một ngôi làng ở Ấn Độ. Tại sao họ lại liên tục gọt bỏ những phần đất này? Sau đó thì bắt đầu nhào nặn. Thực ra họ đang sử dụng đất sét để làm cách tách ra. Bạn có thể nhìn thấy người đàn ông này vừa nặn xong hình dạng của một tách ra, thì người thứ hai sử dụng một sợi dây để cắt ra. Hiệu suất làm việc quả thật rất nhanh chóng. Sau đó các tách ra được đặt vào khay và đưa ra nắng để phơi khô. Khi đã khô, họ sẽ thu thập từng cái một. Tiếp theo là sử dụng than để đun nóng các tách ra. Trước tiên họ sẽ lót một lớp đất sét bên dưới đáy. Sau đó họ sẽ sắp xếp các tách ra thành một vòng tròn. Cuối cùng người thợ sẽ đổ đầy các khe hở bằng than củi. Khi đã sẵn sàng họ sẽ thực hiện việc nung. Thành quả cuối cùng là những tách trà như thế này, nhìn cũng khá là đẹp mắt phải không?